I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ chơi lại Bad Girl cho mọi người cùng xem. Ngày hôm qua mình cúp một buổi học, không ngờ đâu là giáo viên điểm danh mọi người. Mình cúp cái cả lớp cũng cúp theo luôn. Không hiểu lý do tại vì sao. Tại bình thường á, mình đi học chăm lắm, không nghỉ, ít khi nghỉ. Nhưng mà hôm qua kiểu lười xong bắt đầu là nghĩ là chắc cô không điểm danh như mọi hôm đâu. Ai ngờ tụi nó nghỉ cũng giống như mình luôn. Bình thường mình đi học thì chả có chuyện gì xảy ra, đến khi mà mình nghỉ cái tụi nó cũng nghỉ một đống vậy. Như cô nhắn tin trong group lớp là điểm danh. Ôi tôi chết tôi rồi. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà nghỉ cỡ khoảng đâu một buổi cũng không sao. Tại vì nghỉ trên 3 buổi mới nguy hiểm. Còn một buổi thì thường thường là giáo viên sẽ châm trước. Nhưng mà tới đây thì mình chỉ còn khoảng đâu là chưa đầy một tháng nữa là xong tất cả các môn rồi. Thôi anh Jack ở lại chơi vui vẻ nha, tôi đi tele đây. Thôi chạy thôi. Cái chỗ mà đẻ tường đổ ấy là thường thường Hunter nó ở ngay mộ, cho nên mọi người cẩn thận cái chỗ đấy nha. Mình chơi hân thì mình cứ đứng ở chỗ tường đổ 1 thì kiểu gì mình đi sang tường đổ 2 và tường đổ 3 chắc chắn sẽ có một sơ ở đấy. Đó, cho nên mọi người phải lưu ý cái chỗ này. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại cái chỗ mà Jack đứng. Đó là một cái vị trí mà một đi không trở lại của Jack, đúng không? Có ai mà từ vị trí xuất phát đi một vòng để về lại cái chỗ mình đứng không? Không bao giờ luôn. Ăn gió rồi. Trời ơi, tên của người đưa thư á, xịn ghê. Victor. Nghe muốn xỉu vậy đó. Rồi cố lên, cố cai đi bạn ơi. Bữa nay thì mình ít thấy Bad Girl nhập lung tung rồi. Mà có nhập vô mình hay là nhập vô bạn của mình thì chắc chắn là bị đá là ngay. Còn người ta chơi theo team, người ta muốn nhập thì đành chịu thôi. Mình cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng mà quan trọng là nhập trong cái trường hợp là máy phải đủ, nhập bảo kê tốt đó thì mới đáng nhập, đúng không? Nhập mà máy thiếu rồi, nhập chưa kịp nhập tele sang ăn hit người, đủ thứ trò, máy không kịp nổ, thua này. Rất là đáng để bị chửi. Ba giấy dư quá nè. Lúc cần thì chả thấy giấy đâu, và lúc không cần thì quá trời. Vừa rồi đang vui vẻ bởi vì kỳ này sẽ có một cái môn làm tiểu luận, làm báo cáo trên giấy, từ in ra hoặc là gửi PDF lên trên web. Không ngờ đâu, đổi xoạch một cái, bất ngờ cái là thi luôn. Trời ơi, thiệt sự luôn, thi trên lớp. Ở đâu là 40... chết rồi, tele nhầm mày, châm nhầm à. Ôi giời ơi, tele nhầm má ơi. Tức ghê. Đang tính bấm nhập vô chủ tế, ai ngờ bấm tele, tức quá. Thôi đi sửa máy. Rồi bạn Victor, bạn ấy làm gì? Bạn ấy làm cô gái mù thì bạn làm đi. Mà ngộ nhỉ. Mình nghỉ thì không sao, mà mình đi học thì không sao, mà mình nghỉ một cái là có chuyện liền. Ập tới liền liền luôn á mấy má. Bởi cảm giác nó không lành là thế mà. Tôi tức bữa sau phải chăm không nghỉ nữa nè. Chứ nghỉ là có chuyện liền. Rất là đáng sợ. Ngày xưa cấp 3 thì thường thường sẽ có lớp trưởng hoặc là tổ trưởng giữ điểm danh, sau đó là ghi vắng vắng ai đó. Rồi bắt đầu là giám thị sẽ đi qua từng lớp và nhìn lên cái bảng thống kê, sĩ số. Cuối cùng là ghi tên vô. Nghỉ quá sẽ xếp hạ hạnh kiểm chẳng hạn. Còn đây hả? Thử vắng xem, rớt môn luôn. Cho nên không có giải gì mấy má ơi. Bởi giáo viên ngày xưa kêu nhàn lắm, nhưng tôi có thấy nhàn chỗ nào đâu. Ây da, chết rồi. Ôi, sorry chị mù nha, không cứu được chị mù rồi. Ăn gió rồi. Trời ơi, xin lỗi. Trời ơi, sao nó chém gió hay quá vậy.
Tức á, chưa bao giờ tức vậy á. Chém gió hay lắm luôn ấy. Trời ơi, hiu cho bé. Một máy ở đây, đi sửa một máy nữa. Tội bà mù. Nhưng mà mình nhánh chín cơ, nếu mà mình cứu thì có khả năng cao một đứa sẽ ở lại. Không biết là có double down hay không, nó cũng khó nữa. Nhánh 6 thì không nói. Trận này mình mang nhánh 9. Đấy mà mọi người thấy rồi đấy. Nếu như mà... Ủa cái máy đó, máy đó ai dăm nhỉ? Trời ơi, tới đó rồi. U là trời, một lần thôi bạn ơi. Biến ra kia chơi đi. Ok à. Mình phải làm sao để cho Jack nó hiện nguyên hình ấy, thì mình cai nó mới dễ. Chẳng hạn các bạn buộc nó phải nhảy qua cửa sổ này, buộc là phải đập ván đó. Hoặc là đánh hit dơ chẳng hạn. Biến liền. Trời ơi, nó tàng hình cái má. Không dám nhảy luôn á. 33%. À, chặn đầu tôi à. Mấy góc hẹp này thì mọi người đừng có đẩy giấy nha. Ôi ôi gió. Đẩy những chỗ nào rộng rộng ấy thì đẩy nó mới xa, chứ đẩy nó vô địa hình là không đẩy được bao nhiêu hết á. Chích. Ôi bị body block. Tức ghê. Người cứu bé nè. Cứu đi nổ máy được á. Rồi cứu bé, đừng để bé đai. Trời ơi, Victor làm gì ê sốt vậy? Nghe mà muốn mệt trong người luôn, thiệt á. Nó dạo rực mà nó hậm. Nó... Ừ, nói chung nó dạo rực. Hòa được, nói chung là hòa được. Cái nội tại đỏ. U là trời, nổ máy chưa? Ok. Ủa nó đâu rồi? Cứu tôi. Biến đi. Trời ơi, gió. Ơ, cái gì vậy? Chết tôi rồi. Nó lừa vòng đó, nó không đi qua vòng luôn. Quá mức dài. Tới nè. Nói chung là cũng hòa thôi. Ủa tha hả? Ủa sao ông đi đường vòng? Vẫy được. Rồi xong, cứu bé. Vẫy được, quá ngon luôn. Trời ơi, gió. Xin tí gió. U là trời, gió của nó kìa. Ủa tự nhiên thắng trận này nhảm nhớ. Trời đất ơi, tự nhiên thắng không chịu nổi luôn á. Nói chung là có thể là muốn để gần cổng, sau đó là tới hạ mấy đứa ở gần cổng luôn. Nhưng mà chắc là mình lắc sao làm lệch hướng di chuyển. Trời ơi, ông nội mình tới kìa. Trời ơi, trời anh đét. Làm sao mà đẩy giấy. Có nhiều cái chơi mà gặp undead cũng bực lắm. Ví dụ như chơi đào vàng này, đúng không? Nữ điều phối, mỹ nhân ấy. Mọi người thấy nó gồng thì mọi người... Một thứ nhất là gồng, thứ hai là thấy cái thanh kiếm của nó mà nó nổi màu lên ấy. Là trong cái lúc đó là đừng có bấm sọ hay là bấm súng gì nha. Rất là phí, bởi vì cái giai đoạn đó nó có hai cái thứ đó nó kết hợp lại thì nó không bị stun. Đó. Để ý xem cái lúc nào nó lau kiếm chẳng hạn, hoặc là nó đi đuổi theo đuổi chay, đuổi bình thường ấy. Thì ok, mình làm mọi thứ rất là ok luôn. Còn nó đang gồng mà kiếm nó đang có thêm màu nữa thì thôi, mọi người nên để dành skill ha. Chẳng hạn như là mình gục đi. Mình dùng skill để mình chạy nhưng mà nó không có tác dụng gì thì mình nên gục đi, đúng không? Đỡ phí. Rồi nó có qua đây không? Từ nha, để tôi đợi tôi nổ nốt cái máy này đã.
Trời ơi, nó tới rồi. Nó tới. Trận này mình đổi 6 rồi nè. Đổi bác sĩ. Phải chi mà cho tele qua người gục thì đỡ quá ha. Không cho. Nó chỉ cho tele qua người sống thôi. Nhưng mà cái chiêu tele này thì cũng dùng cho những cái lúc mà không nghe tim thôi. Rồi tới nè. Ok, chạy bạn ơi. Mất trận này cầm nhánh 6, uổng ghê. Rồi, nó sang đây nó kiếm mấy gái nó hấp diêm. Gì đây? Vụ gì đây? Đi đây kia chơi. Ok, sao nó biết? Ố tưởng mất dấu bà mù rồi. Đâu rồi? Đi ra bạn ơi, để mình... Đây. Ôi ôi, nó đáp như là quỷ vậy đó. Nó đáp giống như quỷ á. Nó hiếp dâm tôi. Trời ơi, nó dâm tôi nè. Tự hiểu đi chị ơi. Ủa, nó đâu rồi? Thôi, tele qua đây. Yo, bà mù hiu lâu thế? Nó lên cái nhánh chị thương chậm nữa kìa. Thêm một con mắt nữa. Nó tới kìa. Ký sinh. Yeah. Mày thấy thế nào là Blackpink in your area chưa? Hiu cho bé. Bà mù hiu lâu thế, gục bây giờ. Đứng lên. Ủa sao không tự hiu đi. Ồ ok. Trời ơi, nhìn mà sốt ruột luôn á. Thấy mà cứ tưởng là bay rồi. Thực ra thì binh tầng. Rồi tới nè. Còn thiếu máy ỉa luôn. Trời ơi, tiêu bà mù rồi. Núp đi. Đây, đỡ cho một hit. Ác dạ. Bạc cả. Biến đi. Trời ơi, chị mù, chị ra ngoài máy chữ T, chị chơi. Trời ơi, chị ơi, chị cay vậy. Chết chị rồi. Trò rồi đi sao ra cái máy này, cái chỗ này ca vậy? Còn một máy. Để bò ra khỏi vùng mắt hiu cho nó nhanh. Ráng lên chị ơi. Ôi, máy mới 4%. Gắng lên. Ừ đúng rồi, chạy vô nhà lớn đi. Vô nhà lớn ấy, nhiều khi nó khó đát. Chứ đi đứng ở ngoài đấy. Đi tiếp tục cover cho bà mù luôn. Ê hiu này. Hiu. Rồi chạy gớm nhỉ. Nó lên đây rồi à? Rồi xong, nó tới số rồi. Rồi hiu. Thực ra lúc này đang trị thương tối đa rồi. Ê, nổ máy chưa? Nổ luôn, nó đang sang đấy. Nổ luôn. Ok. Tới nè. Tính ra bà mù bà vẫn xanh ấy nhỉ. Trời ơi, xanh chín luôn. Vẫn tên tưởng. Ừ. Cuối game rồi. Giờ nó chém một cái là máu chảy muốn xỉu luôn.
chơi lẹ lẹ nè, chuẩn bị đi học buổi chiều. Trời đất ơi, buổi chiều cũng hơi mệt luôn á. Buổi chiều thuyết trình, nhóm người ta thuyết trình nhưng mà mình nghe mình cũng thấy mệt kiểu. Ố, hai bà này chơi cùng nhau à? Mà bà bác sĩ này bà bảo là bà ấy mang nhánh 92. Ngồi xong, ba chị đưa thư. Bò ra hầm ấy, hầm. Ủa nhưng mà bây giờ Percy nó có cái kỹ năng nó đổi hầm mà, bò cũng đâu có được đâu. Trời ơi, dâm ghê. Tức á. Ủa nó đứng nó đổi hầm kìa. Trời ơi. Mất cái hầm luôn. Wow. Mất cái hầm luôn. Tôi cười bệnh luôn á, mất cái hầm luôn. Ok, mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau và chúc các bạn có một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Bye bye.